Chủ nhật này, loạt trận cuối cùng vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 sẽ diễn ra sau khi các đội bóng V-League đã ra quân. Hai trận đấu còn lại sẽ là cuộc đụng độ giữa những câu lạc bộ đang thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia. Trên sân Thanh Trì, đội chủ nhà Phú Đồng có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Huế. Đây hứa hẹn sẽ là trận cầu căng thẳng và vô cùng kịch tính, bởi lẽ cả hai đội đều chưa từng nếm mùi thất bại trong năm 2021. Với Phú Đồng FC, tân binh của giải hạng nhất đã chứng tỏ được tham vọng và thực lực của mình với 2 thắng, 2 hòa sau 4 trận đã đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên là một tập thể chơi bóng đoàn kết, mạnh mẽ và đặc biệt tuân thủ chiến thuật. Đội bóng này cũng đang là câu lạc bộ duy nhất tại V-League 2 chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Rõ ràng, Phú Đồng nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho tấm vé lên hạng ngay trong mùa này và họ cũng đặt mục tiêu tiến sâu tại Cúp Quốc gia. Trong khi đó, câu lạc bộ Huế cũng đang bất bại nhưng thành tích của họ không ấn tượng như Phú Đồng FC. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng có 5 trận hòa sau 5 vòng đã đấu. Về lực lượng, Phú Đồng và Huế không gặp bất kỳ tổn thất nào đáng kể. Cả hai đội bóng này đều là tập hợp của những tài năng trẻ triển vọng và những cầu thủ dặn dày kinh nghiệm chinh chiến. Sự cân bằng của cặp đấu này còn được thể hiện qua lịch sử đối đầu giữa hai đội. Thống kê chỉ ra rằng Phú Đồng và Huế đã gặp nhau tổng cộng 3 lần và mỗi đội có được 1 chiến thắng. Trong lần chạm trán cách đây chưa đầy 1 tháng, trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa. Chắc chắn cuộc đối đầu của hai đội sẽ rất đáng xem. Bên cạnh đó, bầu không khí tại sân vận động Thanh Trì hứa hẹn cũng sẽ cực kỳ sôi động khi đội chủ nhà đã thông báo mở cửa miễn phí cho trận đấu này. Trận đấu cuối cùng của vòng loại sẽ là cuộc đọ sức giữa Khánh Hòa và Phú Thọ. Hai đội bóng đang có thành tích khá trái ngược. Khánh Hòa đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng nhất quốc gia với thành tích 4 thắng, 1 hòa sau 5 vòng đấu. Các học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân mới chỉ thủng lưới 1 bàn và là đội bóng có hàng công mạnh nhất giải tính cho đến thời điểm này. Ngược lại, ghi bàn đang là vấn đề nan giải với câu lạc bộ Phú Thọ. Đội bóng này chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào trong các trận đấu chính thức tại năm 2021. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Như Thành cũng đang dần để lại dấu ấn của mình tại sân Việt Trì. Bằng chứng là việc thành tích của Phú Thọ FC vẫn đang tốt dần lên theo thời gian. Chắc chắn trong trận đấu chiều mai, Phú Thọ sẽ làm tất cả để trả lại món nợ với Khánh Hòa hồi đầu mùa. Đó là trận đấu mà họ đã thất bại trước đội bóng Phố Biển với tỷ số tối thiểu và cũng là lần duy nhất hai đội gặp nhau trong hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam tính tới thời điểm này. Về mặt nhân sự, cả hai đội đều đang có những cái tên khá đáng chú ý. Bên phía Khánh Hòa, tiền đạo Trần Văn Tùng đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Anh ghi 4 bàn thắng sau 5 vòng đấu và đang tạm thời chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới với anh Đức. Trong khi đó, nhân tố nổi bật nhất của câu lạc bộ Phú Thọ là đội trưởng Thế Dương, cầu thủ đã có sấp xỉ 10 năm chơi bóng tại V-League. Mặc dù có sự cách biệt về vị trí trên bảng xếp hạng, thành tích cũng như phong độ, thế nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc đối đầu giữa Phú Thọ và Khánh Hòa. Đó là những thông tin đáng chú ý trước loạt trận muộn của vòng đấu loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways. Thông tin về giải đấu này sẽ được PVF Media liên tục cập nhật cho các bạn.